everybody, and today we are going to discuss. And in the discussion, I encourage you to put a question. As long as you wish, and in the way you wish. It's a free freedom. It's a democracy in the Buddhism. You can tell whatever you want, and you can tell me anything you want. It's free. Freedom. Freedom for expression, and freedom to believe, and freedom to live, and freedom for expression of your idea. It's your chance. Okay, we are going to discuss about the how a monk like me, I'm talking about me, I'm not talking about any other monks, how a monk like me confront and deal and resolve the stresses. Kính thưa các bạn, đây là cái diễn đàn dành cho các bạn, mà là diễn đàn Phật giáo thì có nghĩa là tự do, dân chủ, hoàn toàn. Các bạn muốn nói gì cũng được, muốn phát biểu ý kiến các bạn cũng được. Phật không có phạt các bạn đâu. Phật không bao giờ phạt các bạn. Và sư thì lại càng không bao giờ đá động gì tới cái chuyện mà ý kiến riêng của các bạn, hoàn toàn tôn trọng. Đây là diễn đàn của Phật giáo, mà Phật giáo thì vô ngã, tức là dân chủ hoàn toàn, tự do. So long as you appreciate the laws of cause and effects, you will get the consequences for what you are doing. Chỉ có một điều mà các bạn nên nhớ là cái luật nhân quả nó không có chừa ai hết. Bất kể bạn là ai, nó cũng sẽ không tha thứ các bạn. Đó là luật nhân quả. Bạn làm tốt thì bạn gặp tốt thôi. Bạn làm không tốt thì bạn được cái không tốt. Mà bạn làm điều ác thì cái quả ác nó sẽ đến. It's just a matter of time. Sooner or later, it will come. It will come. You never run away from that. You cannot and never run away from the consequences for what you are doing. Cái luật nhân quả nó vận hành, vấn đề chỉ là thời gian, sớm thì muộn, không ai chạy được nữa, không ai thoát được nữa. Now, we are going to talk about the stress and how a monk like me would deal with stress. In order to understand the topic, we have to understand first stress, the manifestation of stress. Second, we have to understand the causes of stress. And the third one, we will try to understand how do we deal with the stresses? And the fourth one, we will try to understand the program, or mentally program, or in the Buddha doctrine we call the pathway to improve our mental capacity to cope with the stress. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học ngắn thôi, nhưng mà gợi ý với quý vị bốn điều. Thứ nhất, cái biểu hiện của stress, của căng thẳng thần kinh, tạm gọi là căng thẳng thần kinh đi. Nó có tính cách xúc tác, emotion. Không biết tiếng Việt thì dịch là cái gì chứ, emotion. Nhưng mà chúng ta sẽ học các cái biểu hiện của nó.
Rồi á, chúng ta học về thứ nhì, chúng ta học về cái nguyên nhân gây ra sự căng thẳng thần kinh đó. Thứ ba, chúng ta học cách diệt trừ hay là chuyển hóa cái năng lượng mà gọi là năng lượng căng thẳng thần kinh đó. Nó có năng lượng nó mới căng thẳng, phải không các bạn? Và cái thứ tư, chúng ta sẽ học cách nào để chúng ta liên tục ở trong cái trạng thái không bị căng thẳng. Phát triển như thế nào trên con đường tu học của chúng ta? Now, the first thing we have to understand the stress manifestation. Stress is manifested in different way. As a monk, I'm talking about monks. I'm not talking about you because I'm not you. Okay? Try to comprehend that I'm not talking about anybody else. I'm talking about myself. And I have a right to express my feeling and my idea. I'm not criticizing any other monks or any other people. This is their business, not my business. Ngày hôm nay á, sư sẽ chỉ trình bày cái đề tài là stress, tức là căng thẳng thần kinh của sư thôi. Sư không có nói chuyện các vị tăng khác. Ở đây có chư tăng, có quý Phật tử, sư không có nói chuyện đó. Bởi vì cái việc đó là việc của quý ngài, của quý vị, chẳng phải việc của sư. Hà cớ gì mà sư chen vào đó làm chi? Quý vị biết, thấy không? Ai căng thẳng thì biết. Nhưng còn sư có phải là quý vị đâu mà quý vị biết. It's not my business to intrude the privacy of other people or looking after other people. Nó không phải là cái việc của sư để mà đi chăm chăm á, chỏ mỏ vào cái việc của người ta. Việc của người ta là việc của người ta, mắc mớ gì tới mình. Người ta căng thẳng thì kệ người ta. Mình có căng như người ta đâu mà mình biết. Ai uống thì biết, nóng lạnh thì tự biết thôi chứ. Therefore I am talking about my experience. I share with you my experience. Cho nên ngày hôm nay sư chỉ nói trên quan điểm của sư, kinh nghiệm của sư, chia sẻ cái kinh nghiệm của sư đối với cho quý vị biết. Now, first we talk about manifestation of the stress or stresses. Stress manifested in varieties of ways, in different ways. But always, every day, every second, we have stress. You think that as monks I'm not engaging in stress or I'm not being attacked by stress. You're wrong. There's no such thing as stress-free. The Buddha teaching is very clear. Once you open your eyes, your nose, your ear, all the data, all the information, external information coming to your eyes, your ears, your nose, and it causes vibration. And that vibration causes the neural system transmitted the data and information into your brain. And that's causing stress or stresses. It's just a matter of degree, different degrees, light or heavy, strong or weak. But always stress. Doesn't matter whether it's pleasant or unpleasant. Information, still stress. Khi các bạn mở mắt ra, cái lỗ tai nghe, con mắt thấy, mũi ngửi, thân xúc chạm, tất cả đều tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Mà thông tin từ bên ngoài thì nó làm sao nó chuyển được để bạn hiểu biết? Nó phải tạo ra cái sự rung động, gọi là vibration. Sự rung động ấy làm rung động hệ thống thần kinh. Hệ thống thần kinh mới chuyển cái thông tin đấy lên não. Và não nhận diện, so sánh với cái đã có để đưa ra
cái quyết định về sự hiểu biết, sự nhận biết và sự hành xử. Therefore, every day, 24 hours a day and 7 days per week. Until you die. Of course you die, you wouldn't know. But until you die, you always have stress. As a monk, I experienced stress. One day, my student, she come to me, she said, very young lady, and she's graduate at the university, just finished university. And she said to me, frankly, because she's a Westerner, she said, Master, you waste your life. You don't enjoy it. You serve your head, you eat vegetable, and you meditate 10 hours a day. What a waste of life. Why don't you come out? I cook the meal for you. You know what she mean? You think I enjoy it? It's causing stress to me. Có một ngày, có một người đệ tử cũng rất là giỏi. Nó tốt nghiệp cao học, cấp bậc thạc sĩ ở tại đại học của Úc. Sư thường thường dạy ở nó, dạy ở trường đó. Mà nó cũng là một đệ tử Phật học và cũng là một người sinh viên ở trong trường, rất giỏi. Đứng hàng từ 1 tới 5 ở trong lớp. Khi nó tốt nghiệp xong, nó lại nó nói với sư như thế này. Sư ơi, thầy ơi, ông phí thời giờ, ông phí cuộc đời của ông phí phạm cuộc đời của ông, phí phạm thời giờ của ông. Ông cạo cái đầu, rồi ông ăn rau không à, không có đủ dinh dưỡng, nó tội nghiệp cho ông á. Tại sao ông đi ra ngoài đi, tu thì ông đã dạy rồi, tu thì ở đâu cũng được, đâu cần phải cạo đầu, đâu cần phải ở trong chùa. Ông dạy tụi tôi vậy rồi, tại sao ông không làm được? Ông ra ngoài đi, tôi nấu cơm cho ông ăn. Em nấu cơm cho thầy ăn. Nhưng mà cái ngôn ngữ tiếng Anh đó, nó không có chữ em với anh, cho nên nó chỉ nói là you and I. Em nấu cơm cho thầy ăn. Quý vị tưởng là sư nghe vậy là sư sung hạnh phúc lắm hả? Nghe cái khủng hoảng liền, căng thẳng thần kinh liền, bị stress liền. Từ xưa đến giờ mình chưa bao giờ nghe được cái câu đó. Bây giờ mình nghe là bị stress. I haven't heard that before. I haven't heard that experience or experienced that statement before. And it causing me stress. I was taken by surprise. Nó làm cho sư căng thẳng thần kinh chứ, bị khủng hoảng liền. Đây là đúng là khủng bố rồi đó ha. Có người tới khủng bố. She actually terrorist, try to terrorize me mentally. Cái cô này á, thực sự ra cô là khủng bố viên chuyên nghiệp, mà cô muốn là hành hạ cái tâm não của một vị tu sĩ. That's stress manifestation. You know what I did? Speechless. Just sit down and contemplate. Contemplate. Các bạn biết sư làm gì không? Sư chỉ lặng thinh thôi. Nói không được, nói cái gì được nữa. Nó bị khủng bố mà. À, làm thinh luôn. Ngồi xuống. Quán tưởng. That's my habit. I have been trained for many years. So immediately I contemplate what kind of data or what kind of information, where does it come from, the nature of the vibration. And immediately my brain with the well-trained cognitive system appreciate that's just a process of consciousness of hearing. It doesn't mean anything else. It's just vibration
vibration through my neural system to my brain. I understand the meaning, but I just ignore it. It's just vibration. I fully appreciate that it's just a vibration, nothing else. Và ngay lúc đó sư ngồi xuống, theo thói quen đã được huân tập từ lâu, sư quán chiếu, sư biết rằng đây là sự rung động của âm thanh. Sự rung động của âm thanh đấy, sư không chú ý tới cái ý nghĩa của nó, mà chỉ chú ý tới sự rung động của âm thanh. Và sự rung động của âm thanh đưa vào não, thì đây là một tiến trình diễn dịch của não từ nơi tiềm thức. Và ngay chỗ đó, sư phát hiện chẳng có cái ông sư nào ở đây cả, mà cũng chẳng có cái cô nào nói hết. Chỉ là những cái âm thanh, chỉ là những cái năng lượng, hai cái nó đối xứng với nhau. Therefore, stress can manifest in different way. Sometimes you think it's a pleasant. Sometimes you don't think it's a pleasant. You think it's unpleasant. It's a subjective feeling. It's a subjective feeling. Vibration is vibration, regardless. Cái sự rung động ấy thì nó chỉ là sự rung động thuần túy thôi. Nó có cái gì mà gọi là thọ lạc hay thọ khổ, ưa hay không ưa. Chẳng qua cái sự ưa hay không ưa là do chủ thể có khái niệm chủ quan, cho nên tiếp nhận thông tin và phiên dịch diễn dịch nó theo ý muốn của mình. Điều đó tạo nên stress. When you interpret the data or external information through five senses, organs, you tend to interpret in such a way that it fits you. Khi các bạn tiếp nhận được cái thông tin từ bên ngoài vào, thì lập tức chúng ta đều thường thường phiên dịch nó theo cái chủ kiến, theo cái chủ kiến định kiến, và cho rằng nó là vui hay buồn, đúng hay sai, tất cả đều do chủ kiến, chẳng có gì cả. Therefore, to me, stress is just a vibration which are known by untrained mind. Cho nên đối với sư, kinh nghiệm của sư cho biết cái căng thẳng thần kinh ấy chẳng qua là sự phản ứng của cơ thể, của não bộ. Sự phản ứng đó không được huân tập, cho nên nó chẳng biết cái sự rung động đó là gì, tiến trình của sự rung động như thế nào, và ngay cả nó cũng chẳng biết tại sao nó phản ứng như vậy. Nó phản ứng theo thói quen. And if they react emotionally according to the habit, we call that karma in Buddhism. Và nếu nó phản ứng một cách có xúc cảm theo cái chiều hướng đó, thì trong Phật học chúng ta đều biết đó gọi là nghiệp, tức là thói quen. Mà thói quen thì hàng ngày nó xây dựng và cuối cùng nó dẫn chúng ta vào sinh tử luân hồi. Không thích thì cũng quay lại để giải quyết cái chuyện không thích. Thích thì cũng quay lại để giải quyết cái chuyện thích. Quý vị ở đây có rất nhiều vị có gia đình rồi, có vợ có chồng rồi, ưa thích người chồng, thương người chồng, kiếp sau quay lại á, thương quá thì ái, tham ái thì tiếp tục quay lại. Quay lại gặp nhau trong tình huống nào thì khoan nói, chưa biết đâu, chừng nào tới đó rồi biết không. Còn không ưa thì sao? Không ưa thì cũng quay lại, nhưng mà trong tình huống khác để giải quyết cái chuyện không ưa nhau. Cũng chạy đâu khỏi đó. Ưa hay không ưa đều là sự rung động của năng lượng, tức là vibration of energy, vibration of sound, vibration of wave. Cái sự rung động của ánh sáng, sự rung động của âm thanh. Ánh sáng nó không có sự rung động chứ, không có làm sao mà quý vị thấy được ở trên mắt. Giống nhau hết à, chẳng có gì khác.
Now, we know, the manifestation of the stress. Và bây giờ chúng ta đã biết cái biểu hiện của stress, tức là của căng thẳng thần kinh. Nó biểu hiện ra, nếu mà cường độ lớn á, đập nhà, đập cửa, đốt nhà, đốt cửa, bị căng thẳng quá. Bị căng thẳng quá, đốt nhà, đốt cửa và có khi phát điên. Chửi mắng người này người kia. Và nếu cường độ nhẹ thì giống như sư á, nó cũng bị stress. Ngồi lặng thinh, nói gì được. Khi nghe câu đó là chơi với mặt mày, choáng váng rồi, nói gì được nữa, hết nói luôn. Im lặng, chỉ còn nhắm mắt lại, thở vào, thở ra, quán chiếu coi cái âm thanh đó nó từ đâu đến. Không nói ý nghĩa của nó nha. Không quan tâm tới ý nghĩa của nó. Mà chỉ coi cái âm thanh ấy từ đâu đến và nó tác động cái tiến trình phiên dịch, diễn dịch sự rung động ấy ở trên não bộ của mình. Rồi phát hiện ra rằng chẳng có ta ở trong ấy. Chỉ là một sự tiến trình diễn dịch của tiềm thức. Thế thôi rồi. Cười. Rồi nói với cô đó là thank you very much, see you next time. Vẫn còn nói là cảm ơn cô, hẹn gặp lại lần khác nhé. Mình lịch sự, không thể nào nói là goodbye, không thể nào nói là tạm biệt hay là vĩnh biệt, tại vì như vậy mình đuổi người ta đi. Tiếng Anh nó lịch sự, nó nói là see you next time, có nghĩa là thôi đừng đến nữa, chứ không phải là nghe người ta nói see you next time là lần khác gặp lại. Không phải, không phải. Nghe nói see you next time thì cứ tưởng là người Việt đó, thường thường tưởng là hẹn gặp lại lần khác nhé, làm chết. Phong tục tập quán của nó có nghĩa là thôi đi chỗ khác chơi đi. Chừng nào mà nói là ok tomorrow 8 o'clock we meet together. Chừng nào mà nói là sáng mai 8 giờ sáng gặp nhau nhé, thì đó rõ ràng là có hẹn đấy, có thích nhau đấy. Còn nói see you next time có nghĩa là thôi đi đi. Mà nói theo ngôn ngữ bình dân là xin lỗi nha, xin lỗi quý vị nha, thôi cút đi. Cút đi cho rồi. Nói theo lịch sự là, có văn hóa là thôi, đi chỗ khác chơi. Đấy, see you next time. So now you understand the manifestation of stress in different degree, different kind. Always we have stress when we alive. We open our eyes, our ears, our nose. We encounter the external information and vibration through our eye, our ear, our nose. It causing stress. Khi chúng ta còn sống, còn mở mắt, tai, mũi thì đều có những cái thông tin từ bên ngoài đưa qua mắt, tai, mũi và cái đó tạo nên cái sự căng thẳng thần kinh. Bất chấp là các bạn có nhận biết nó hay không, nó cũng tạo nên stress, tức là sự căng thẳng về thần kinh. Now, now we know the causes of the stress because we don't know. They are stress. That's the problem. Bây giờ chúng ta biết được nguyên nhân của sự căng thẳng thần kinh là vì chúng ta không biết, tức là chúng ta vô minh. Chúng ta không biết rằng những cái đưa đến với chúng ta tiếp nhận qua mắt, tai, mũi là từ bên ngoài vào, từ sự rung động đấy. Nó là stress. Vì chúng ta vô minh, chúng ta không biết. Đơn giản vậy thôi. We never been trained to appreciate and the vibration, to observe the vibration, and to contemplate the vibration, and to analyze the vibration, and the process of the conscious interpretation of vibration. Therefore, we are in the trap. We continuously develop the feeling attaching to the vibration, liking and disliking. Pleasant or unpleasant. Bởi vì chúng ta không có huân tu, cho nên chúng ta
không biết những cái thông tin từ bên ngoài đưa vào, chẳng qua chỉ là sự rung động, sự rung động của tần sóng ở nơi tai, sự rung động của tần sóng của ánh sáng nơi mắt. Tất cả tai, mắt, mũi, da, thân, xúc chạm, tất cả đều có sự rung động, tiếp nhận sự rung động từ bên ngoài. Nhưng vì chúng ta không huân tu, chúng ta không tu tập cho nên chúng ta không biết. Mà như vậy nó càng tập cho mình cái thói quen là tiếp nhận những thông tin đó một cách không tự nguyện, và gắn chặt với những cái thông tin ấy những cảm thọ vui buồn mà chúng ta không biết, chúng ta nghĩ là bình thường. Nhưng đó là stress. Stress is built up. Stress built up. Accumulated in time and space and degree. And your brain is just a little brain which is storage for the all the information. Và cái đầu của các bạn nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó tiếp nhận tất cả những cái căng thẳng thần kinh đấy, những cái sự rung động từ bên ngoài thông qua mắt, tai, mũi, và nó lưu trữ lại rồi nó phiên dịch, để nhiều khi nó phóng đại nữa, huyễn hóa đó. Nó tạo nên những cái thông tin mới. Ok, we pass the second step, which is the causes of the stresses, because we don't know, we are not trained. The main causes we are ignorant. Chúng ta đã thông qua cái câu hỏi thứ nhì là nguyên nhân nào. Nguyên nhân đó không phải là sự rung động bên ngoài, nguyên nhân ở sự vô minh của chúng ta. Chúng ta không có huân tu cho nên chúng ta không có nhận diện biết rằng đó chỉ là những cái cảm thọ, mà chúng ta cứ ghi nhận đó là những cái thông tin thích hay không thích, ưa hay không ưa, ghét hay không ghét, tất cả đều lưu trữ ở trong cái bộ não của chúng ta. Và lâu ngày cái bộ não nhỏ xíu này nó nhét thì nó phải phản ứng ra thôi. Tới một ngày nào đó giọt nước cuối cùng nó tràn, thì lúc bấy giờ trễ rồi. Now, the third step is how to eliminate the stress. It's not easy, my friend, because we open our eyes every day, 24 hours. Our eyes, our ears, our nose, our bodies contact 24 hours a day, 7 days a week, until we die. All the vibration of energy or information come into contact. In no way you can eliminate the contact. No ways until you die. Kinh nghiệm của sư cho biết, hàng ngày chúng ta đều tiếp xúc 24 tiếng đồng hồ, kể cả lúc ngủ. Nóng lạnh đều biết, đừng nói ngủ mà nóng lạnh không biết, cháy nhà không biết. Không? Phải biết. Thế thì, thông qua mắt, tai, mũi, suốt ngày nó đều tiếp nhận, và cái bộ não nó phiên dịch thành thích hay không thích, tức là cảm thọ. Và cái điều nguy hiểm chúng ta biết rồi, nguồn gốc của cái nguyên nhân chính của cái stress đó, không phải là nó tạo ra căng thẳng hay cơ thể mình phản ứng, mà chính vì mình vô minh, mình không có huân tập, mình không có huân tu cho nên mình không biết đó là stress. Mình cứ tưởng đó là những thông tin tôi ưa thích. Làm ông sư đang cần tiền xây chùa, tự nhiên có người mang lại cho 100 triệu, 200 triệu. Thế tự nhiên nó ưa thích, nghĩ là bình thường à? Không. Vibration, that's the karma. Tất cả những cái điều ấy nó chỉ là sự rung động và nó là cảm thọ. Mà nếu không có huân tu thì dính liền vào trong não. Nó không đơn giản đâu các bạn. If you are monks and somebody is knowing that
You are in need to build the temple. They make an offer 500 million Vietnam dong. Immediately, it creates a vibration and your brains activated and your bodies react emotionally. You like it. You cannot deny you don't like it. You don't like 500 million Vietnam dong. No, you like it. And once you develop the liking attitude or liking emotion, it channels through your body, through your brain, and it causing stress. Khi bạn ưa thích, có người cúng dường 500 triệu Việt Nam để xây chùa, mà bạn rất cần 500 triệu đó. Tự nhiên bạn ưa thích. Cái sự ưa thích ấy chính là sự rung động. Rung động của bản thân. Và vì vô minh, và vì không có tu tập, cho nên không nhận biết nó để mà ngăn chặn nó. Không quán chiếu. Cho nên cái sự rung động ấy lập tức nó lọt vào trong não. Nó tàng chứa. Và lâu ngày ấy, nếu người đó tiếp tục cho nữa thì bạn càng ngày càng thích. Không những thích tiền mà thích người đó nữa. Thấy bóng xa xa đã khởi cái tâm ưa thích rồi. Nói người này tốt. Người này là Phật tử chuyên chính. Đó là sự lầm lẫn của trí tuệ đấy. Vì vô minh, vì không có quan tập, rất đơn giản vậy thôi. Nếu người có quan tập thì người ta sẽ nghĩ tới cái người nào buông bỏ được tham sân si mới là Phật tử chân chính. If you're well-trained monks, you should contemplate if anyone who have purified themselves, if you have purified them yourself, and distance yourself from greed, anger, and delusion. And that is the good recognition. That's a true recognition and true practice. Nếu khi bạn nhận biết người nào bằng sự tu tập của họ, bạn thấy họ đã lìa xa được ô nhiễm, không còn bị tham sân si nó quấy rầy nữa. Bạn quý mến người đấy. Bạn tán thán người đấy. Vì người đấy lìa bỏ được tham sân si. Thì đó là sự tán thán đúng pháp. Còn nếu như người ta cho bạn 500 triệu mà bạn khởi tâm ưa thích, rồi lần khác lại cho 500 triệu nữa, rồi bạn ưa thích nhiều nữa. Từ chỗ ưa thích tiền cho tới ưa thích người, nhìn xa xa đã thấy có sự cảm mến. Không phải cảm mến nam nữ đâu, mà cảm mến là người đó tốt. Tức là sự nhận diện, sự phiên dịch về một đối tượng ở nơi não bộ của bạn đã bị quỷ hoại, đã bị hoại, đã bị sai. Nó không còn nguyên chất nữa. How do we terminate the stress, or how do we transform the stress? As we know, until now, stress is just energy and vibration. And if you know how to manipulate the stress, how to transform the stress for the useful purposes, it's good. Energy is just energy. Energy is nothing else but energy. The fire is hot, but if you burn the house, too bad. But if you use a fire to cook rice, to cook the meals, and to make a hot coffee, it's good. So it's up to you how to use, how to utilize, transforming the stress for your benefit. Lửa thì là lửa thôi. Stress nó là một loại lửa. Sự căng thẳng thần kinh nó là một loại năng lượng. Nếu các bạn biết cách chuyển hóa, nếu các bạn biết cách thay đổi
chuyển hóa nó. Thì thay vì cái lửa ấy có thể đốt nhà, các bạn có thể nấu cơm, dùng lửa nấu cơm, dùng lửa nấu cà phê, dùng lửa nấu trà uống. Cho nên tùy theo mục đích và cái cách sử dụng. Đấy. Tùy các bạn. Nếu biết cách thì các bạn chuyển hóa được nó và làm nó ích lợi cho các bạn. Nếu không thì các bạn đốt nhà, đốt cửa, phá hoại chòm xóm. Cái stress tự bản chất của nó chỉ là năng lượng, sự rung động của năng lượng. Cho nên nếu các bạn biết sử dụng nó thì nó rất là hữu ích. Nếu không có stress, con người ta chết. Chết mới không có stress. Tại vì còn có mắt, tai, mũi thì nó còn có sự tiếp nhận của thông tin bên ngoài, sự rung động của bên ngoài. Nhưng biết chuyển hóa thì nó có lợi. Đó là sự quân tu. Now the final step is the pathway or the program for development or the vibration energy or transformation of the vibration energy or stress into the good purposes. Thế thì mục đích cuối cùng mà chúng ta tìm hiểu là làm sao chuyển hóa nó thành ra cái tốt. Có đường nào hay là cách nào? Cách nào đây? The Buddha's lay out a very simple pathway, which is the Eight Noble Pathway, to transform the vibration into the energy. Đức Phật đã rất từ bi. Ngài đã thiết lập ra 8 nhánh Bát Chánh Đạo. 8 nhánh. Đi nhánh nào cũng được các bạn. 8 nhánh để giúp cho chúng ta chuyển hóa tất cả những cái sự rung động năng lượng bất thường thành có hữu ích. But come back to the basics. The first thing is still the Vinaya, the discipline or the precept. You have to comply with the precept. If you don't comply with the precept, you cannot get into anywhere. Điều căn bản quay trở lại vẫn là giới. Các bạn phải giữ giới. Là người Phật tử có 5 giới. Nếu các bạn không giữ được giới thì chẳng có đi đến đâu hết, vô ích. 3 of which is specifically categorized in the Eighth Noble Path. 3 cái căn bản, 3 cái giới căn bản mà Phật ghi nhận ở trong cái, nói rất rõ ở trong cái Bát Chánh Đạo. Thứ nhất là chánh ngữ, right speech, chánh ngữ. Chánh ngữ rất quan trọng, tại vì nó tạo ra stress, tạo ra vibration. The right speech is very important because it's causing the stress. Somebody can hear it, and somebody will react to what you say. Whether they like it or they don't like it, it's still called vibration. Khi các bạn nghe thì lập tức nó tạo ra cái sự rung động về năng lượng. Thích không thích gì thì nó cũng năng lượng. Một trong những cái Bát Chánh Đạo, thứ nhất là chánh ngữ. And I think the right speech is vitally important to maintain the human relationship.
and to maintain the stress-free environment and stabilize your mental capacity, improving your comprehension of the dynamic nature of the environment, something surrounding you, which is a part of the samadhi, the right view, the right perception. Chánh ngữ rất là quan trọng, theo ý kiến của sư. Trong trường hợp đầu tiên mà sư có nói rồi đó, sư đối diện với một người mà ta đề nghị như vậy, nói gì đây, nói cái gì cũng trật hết đó, nói gì không khéo sẽ gây đau khổ cho người ta và gây oan trái giữa mình với người ta, cho nên chỉ im lặng, ngồi im, không nói câu nào hết, rồi quán chiếu coi cái gì ở trong đầu mình nó đang vận hành. Nếu mình không biết quán chiếu đó chỉ là những sự rung động năng lượng, không có sư ở trong ấy, mà chỉ có sự rung động năng lượng của một tiến trình diễn dịch, phiên dịch của cái tiềm thức, của cái consciousness, thì mình rớt, tức là mình rớt vào vô minh, cho nên không phản ứng gì hết, chỉ cười thôi, không nói câu nào hết, và cuối cùng nói thank you. At the end, I said to her, thank you, see you next time. Tức là đuổi khéo đi đó, cảm ơn, đuổi khéo, thôi đi đi, xong rồi. Nhưng mà nếu không có huân tập thì mình sẽ không biết được cái stress, cái bản mặt của nó, cái cường độ của nó và cái sự xâm nhập của nó vào trong bộ não của mình. Còn sống còn có stress. Một trong những cái để giảm thiểu stress là chánh ngữ. Đừng nói. Thứ nhất, đừng nói thì không gây oan trái với ai. Rất là quan trọng. Thứ nhì, tạo ra sự cân bằng ở trong nội tâm. Tại vì không nói thì tĩnh khẩu thì tĩnh tâm. Há khẩu thì thần khí tán, mà động lưỡi thì thị phi sanh. Nếu không nói thì thần khí đâu có mất, tự nhiên nó được yên. Cho nên không nói thì tốt hơn. Nói nhiều đâm ra nói xàm. Phải không quý vị? Tiếng Việt nó gọi là nói xàm, phải không? Thôi nói tới đây chắc đủ rồi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thật an vui, hạnh phúc, tịnh khẩu và không có bị căng thẳng thần kinh. Stress free. I wish you all a stress free weekend. Enjoy yourself. Enjoy the weekend with the family, with love, loving kindness, with care. We are staying on this planet in very short time. When you talk to somebody, try to express the good speech, correct speech. Whatever you say, it must accompany by loving kindness and compassion. I wish you well and have a good weekend. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Và khi các bạn nói chuyện với nhau, thì các bạn trong ngày cuối tuần nên cố gắng nói những lời từ ái và nên nhớ chớ tạo nghiệp qua khẩu nghiệp. Chớ tạo nghiệp qua khẩu nghiệp. Nghiệp theo chúng ta tới vô lượng kiếp, sanh tử luân hồi. Nên nhớ như vậy. Và nếu các bạn muốn có một cuộc sống không bị căng thẳng thần kinh, tức là không bị stress, thì tốt hơn đừng có tạo stress cho người khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.